Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Hoàng Anh. Hôm nay mình sẽ tiếp tục leo hạng mùa 24 game Liên Quân Mobile. Xin mời anh em theo dõi clip của mình. 10 seconds remaining. Nhưng đối diện hắc ám mới nhìn thấy ánh quang. Bảo vệ người già và trẻ em là chiến thuật của kỵ sĩ. Quét sạch chướng ngại. Sức mạnh và điểm thứ lui đều cần phải có. Nhân danh chính nghĩa. The iron defense line has disappeared. Send in a ballista. Trong từ điển của kỵ sĩ, đại gây đầu hàng. Kiếm đi.
kỵ sĩ, không có trốn chạy. Đúng rồi. Tôi quyết định giáp chiến đây. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Enemy double kill. Dragon and Slayer have Melissa has spawned. The tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Chú ý không? Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Bảo vệ người già và trẻ em là chức trách của kỵ sĩ. Holy Dragon has been defeated. Tấn công Sita. Red Sun chiến lại. Tấn công Sita. Lập lại trật tự trên nền phế tích. Rút lui. Ừ, huy được giáp kiếm đây. An ally has been defeated. Sức mạnh và niềm tin đều cần phải có. Trong từ điển của kỵ sĩ, không có trốn chạy. An enemy Dark Slayer has been summoned. I think this. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Bira. An ally has been defeated. Tôi đã kiếm đây. Tấn công Sita.
bọn chúng. Tấn công từ địch. Yeah. Our base tower is under attack. Dominating. Công viên hạt ám mới nhìn thấy ánh quang. Rút lui. Trong từ điển của kỵ sĩ không có trốn chạy hay đầu hàng. An ally has been defeated. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.